Tập 70, mươi, rắc rối lại tìm đến. Trông cô có vẻ như đang có rất nhiều niềm vui, lại nói nói cười cười như vậy. Tại đây trong căn tin, ư, Sang Un không biết là thằng khứa nào lại đến kiếm chuyện đây a? À. Song không ngoài dự đoán trước đó là hai tên bị Sang Un bán hành đã gọi đại ca của bọn chúng tới. Su Dung thấy cái tên đi tới mà lo lắng a. Sang Un nhìn em nó mà không hiểu sao mà có gì phải sợ. Đó là kẻ bắt nạt ở năm ba, Nakite, phải không? anh ấy thường không ăn ở trong căn tin trường, tại sao anh ấy lại ở đây? Cái tên bị quính trước đó nhìn Su Dung gọi, nay cha Su Dung. Không phải chúng ta có một số chuyện cần phải nói hay sao? Su Dung nói, nói về cái gì chứ, tôi không có gì để nói với các người, tên đó tức giận, cô. Sàng Uôn không muốn phiền phức đứng lên nói, vậy, vậy thì, các người cứ thưởng thức bữa trưa của mình, tôi sẽ rời đi ngay đây. Thế nhưng tên Tê lại nói, này, thằng khốn kia, mày tính đi đâu hả? Pha này sang ôn khó mà không dính vào phiền phức nữa rồi à. Tên bị quính trước đó nói, kết thúc rồi thằng kia, tên khốn. Bọn tao có rất nhiều điều cần giải quyết với mày đấy, sang ôn nhức nhức cái đầu, không, ý tôi là. Dung hôn hỏi, này, chuyện gì đang xảy ra vậy, những người này là ai vậy? Có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và những người này, sang ôn nói, chà, chuyện này, giải thích chuyện gì đã xảy ra. Xong còn chưa để Sang ôn nói, Su Dung bên cạnh đột nhiên áp sát lại nắm lấy tay cậu, Sang Uôn bất ngờ, A, à. Su Dung nói, tôi cánh cáo các người, đừng hùng khống chế tôi nữa. Nếu các người còn làm phiền tôi nữa, thì bạn trai của tôi sẽ xử hết tất cả các người, á à đù, chị hai uy tín hả à nha. Tên này cay cú, bạn, bạn, bạn trai, cô đang nói cái gì chứ? Cha Su Dung, cô nghĩ rằng chúng tôi sẽ tin điều đó trong tình huống này ư, Sang Uôn nói, chờ chờ đã tình huống này cần phải giải thích cho đúng lại a à. tên kỳ nói mày nghĩ mày là ai ở đây hả này thằng nhóc năm hai đi với tao mày hiểu vì sao tao gọi mày mà phải không mày đưa hóng hớt thấy sắp có biến rồi a à, pha này lại được hóng dremer nữa rồi còn sang uôn thì bình thản mà nhìn cái tên đó rồi cậu cầm khơi cơm quay đi nói xin lỗi tôi còn phải chuẩn bị cho buổi học vào lúc chiều nữa tên đó thấy thái độ của sang uôn mà bất ngờ tức giận Ê, hai tên này hét, thằng khốn này, nghiêm túc ư? Này, mày không nghe tê hy Ung gọi mày sao? Song không đợi Sang Uôn đáp lại, tên Kite tê đã tiến tên giơ cánh tay ra. Hắn nắm lấy cổ áo của Sang Uôn kéo lại, Sang Uôn hơi bất ngờ a. À. Cậu bạn Dung Hun thấy hành động của tên Kite tê cũng ngạc nhiên mà lo lắng. Tên này làm cái mặt phản diện nói, thằng khốn năm hai. Hắn liền quăng ngược Sang Uôn xuống, nếu tiền bối của mày gọi cho mày thì mày cần phải trả lời cho cậu ấy ngay lập tức. Sang Un thấy thằng này manh động như vậy mà kinh ngạc a, à, đây vẫn còn trong trường mà. Su dung thì hoảng hốt, lo lắng khi mà Sang ôn bị hắn bất ngờ đánh úp như vậy a. À. Nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Quét mã QR bên dưới góc trái màn hình để donate ủng hộ cho ad nhé. Một ca ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới ạ. À. Cảm ơn, mãi yêu.